Em xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh của Đường Phố Hà Nội hôm nay. Hôm nay một buổi chiều cuối tuần này, em lại ra quay một vòng Hồ Tây quý vị các bạn nhé. Đây, đầm sen này các bạn này, đang cuối vụ sen này, cây đang hết dần rồi các bạn. Hôm nay thì ở đây đang có cái hội chợ các bạn ạ. Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch văn hóa địa phương nha các bạn. Đây, hội chợ là bên trong tay trái các bạn kìa. Đấy. Ở trong phố đi bộ Trịnh Công Sơn nha các bạn. Hồ Tây đây các bạn. Bên này là nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Còn bên kia là Hồ Tây tươi đẹp đây các bạn. Dịp cuối tuần đi dạo Hồ Tây thì đúng chuẩn nha quý vị các bạn. Hồ Tây cũng vào dịp cuối tuần, rất nhiều người đi ra đây để đi dạo. Hôm nay thời tiết cũng khá là dịu mát, không nắng nóng. Nhiệt độ bây giờ chỉ rơi vào khoảng 22-24 độ thôi. Trời không còn nắng, nhưng mà có mây. Đây, phố Nhật Chiêu các bạn này. Đấy, ở xa xa cái tòa nhà rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, hồ sen này. Bây giờ là 4 rưỡi chiều các bạn ạ. Nên là mặt trời vẫn còn rất là cao các bạn nhỉ. Thời tiết mát hơn chút nữa thì rất nhiều người đạp xe. Hôm nay thì có hơi oi một chút, nhưng không đáng kể các bạn. Bên này công viên nước rồi các bạn này. Đây, cái bức tường được tô vẽ rất là đẹp. Phong cách tô vẽ đường phố. Đây, cảnh đây rất đẹp luôn các bạn. Đây có mấy quán cà phê ở đây. View triệu đô. Đây, rất là đẹp luôn. Quán Highland Hồ Tây. Trên này có một cái trung tâm mà tổ chức cái sự kiện rất là xịn sò luôn. Nó phải đẳng cấp rồi. Trên 3 sao. Xịn.
cho nên không hiểu sao lại đang hơi ùn tắc. Thì họ cắt cây sao? À, bên trái công viên nước nha các bạn. Như nhìn chung hôm nay Hồ Tây vàng khách các bạn. Bình thường ngồi đây chật kín như này này. Không biết dạo này mấy bạn đấy đi đâu, không thấy khách ở đây. Gió hiu hiu mát các bạn ạ. Mát thực sự luôn. Bên này là cái khu cắm trại các bạn ạ. Ở đây một cái chậu sen rất đẹp các bạn. Đấy. Ở đoạn này được trồng nhiều cây hơn. Mát.
chỗ này là có mấy quán cà phê. Cây tràn xuống rất đẹp luôn. Chỗ này những cái cây đổ được dọn rất là sạch sẽ này. Đây những cái vết mà đất đắp này là những cái cành cây bị đổ. Chỗ này rất là đẹp luôn. Đây, hồ sen các bạn này. Đây là khu vực khôi phục trồng sen Tây Hồ.
này được lát cái gạch này là xịn luôn. Họ đang có máy cây, máy cấy khôi phục trồng sen các bạn ạ.
không còn bao nhiêu là lá. Xe điện về Bắc Hà, xe này rất phổ thông, hay ở đâu cũng có. Ở đây có tòa nhà rất to luôn, màu đen, nổi bật ở cái Hồ Tây luôn. Ở đây một loạt cây bị đổ các bạn ạ. Chỗ này hút gió. Dọn dẹp rất khẩn trương.
chiều nay mình ngắm hoàng hôn các bạn. Bãi sân rất rộng.